Cũng giống như đội tuyển U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam, thì đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất hay tại kỳ SEA Games 30 lần này. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chưa phải nhận bất kỳ một trận thua nào tại kỳ SEA Games 30. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình ra quân của đội tuyển nữ Thái Lan, gồm có số 1 đó là thủ môn Bunsin Warabon, số 4 Philawan Phonphirun, số 3 Chinwon Nathakan, số 9 đội trưởng đó là Fed Wises Waruni, số 7 Intami Silawan, số 12 Thomsombut Ratikan, số 15 Gwen Nguyen Orabin, số 16 Senchan Khawanrudi, số 14 Chayarak Jaruwan, số 8 Ninhamrong Suchawadi và số 13 đó là Chethabut Kanyanat. Người đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đó là Naruefon Kenson. Ngày hôm nay thì bắt chính trận đấu đó là trọng tài người Nhật Bản. Một điểm chung của hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam thì đội trưởng đều là những tiền đạo mang áo số 9, đó là Fed Wises và Huỳnh Như. Ngày hôm nay đội hình ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam gồm có số 14 thủ thành Trần Thị Kim Thanh, số 2 Trần Thị Hồng Nhung, số 3 Trương Thị Kiều, số 15 Phạm Thị Tươi, số 22 Nguyễn Thị Xuyến, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 11 Thái Thị Thảo, số 16 Dương Thị Vân, số 18 Nguyễn Thị Vàng, số 23 Nguyễn Thị Bích Huy và số 9 là Huỳnh Như. Để có mặt trong trận chung kết ngày hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển nữ chủ nhà Philippines với tỷ số là 2-0 với những bàn thắng của Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Phải nói đó là một trận đấu có phần vất vả của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và cũng giống như đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Thái Lan chỉ vượt qua Myanmar nhờ bàn thắng trong hiệp đấu thứ hai. Lúc này thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang là những nhà đương kim vô địch. Ở kỳ SEA Games cách đây 2 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng vượt qua đội tuyển nữ Malaysia 6-0 trong trận chung kết. Đó là giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua được Thái Lan ở vòng bán kết. Trong 2 năm trở lại đây, từ năm 2017 thì đội tuyển nữ Thái Lan vẫn chưa một lần giành được chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Và đó chắc chắn sẽ là một động lực cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở trận đấu chung kết này. Tại kỳ SEA Games 30, chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng ở tấm huy chương vàng ở cả nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ. U22 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam và gặp U22 Indonesia. Ngày hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam ra sân trong bộ trang phục truyền thống, áo đỏ quần đỏ, bảo vệ phần sân phía bên tay phải. Còn Thái Lan thi đấu trong bộ trang phục áo xanh quần xanh. Lúc này đội tuyển nữ Việt Nam đang là những nhà đương kim vô địch của cả SEA Games cũng như là giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Vào tháng 8 năm 2019 vừa qua thì đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan ở trận đấu chung kết của môn bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2019 khi mà giải đấu diễn ra ngay trên đất Thái Lan. Chúng ta cũng thấy một bầu không khí đang rất sôi nổi trên khán đài của sân Rizal Memorial được tạo ra bởi các cổ động viên Việt Nam. Như vậy là trong hiệp đấu đầu tiên này, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ là những người cầm bóng trước. Ở lần gặp nhau đầu tiên của vòng bảng và lúc này tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Ở trận đấu vòng bảng thì đội tuyển nữ Thái Lan đã thi đấu có phần lớn lướt ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng chính chúng ta mới là những người có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Ở vòng bảng thì các học trò của ông
Ken Swan đã rất vất vả mới tìm được một trận hòa. Ở thời điểm này, đội tuyển nữ Việt Nam đang có được bản lĩnh và sự tự tin sau những thành công liên tiếp tại các giải bóng đá nữ của khu vực. Huỳnh Như, tình huống tăng tốc của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam và can thiệp kịp thời của hậu vệ Phillawan Phonphirun. Chắc chắn là phòng ngự của đội tuyển Thái Lan sẽ rất tập trung với tiền đạo đội trưởng Việt Nam Huỳnh Như, một tiền đạo có kỹ thuật, tốc độ và khả năng săn bàn cũng rất đáng chú ý. Huỳnh Như. Ngày hôm nay thì hỗ trợ cho Huỳnh Như sẽ là số 11 Thái Thị Thảo, người đã mở tỷ số trong chiến thắng trước chủ nhà Philippines ở vòng bán kết, và đó là bàn thắng mở ra một thế trận tốt hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước khi trận đấu chung kết diễn ra thì ở trận đấu trên hạng 3, đội tuyển Myanmar cũng đã vượt qua đội tuyển Philippines với tỷ số 2-1 để giành 80 triệu đồng. Đường truyền đã không thành công. Cơ hội lên bóng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Thái Thị Thảo, đường truyền dài. Vừa rồi một chút nữa đường truyền dài đã đến được vị trí của Huỳnh Như. Trận đấu trận chung kết của môn bóng đá nữ đang diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Rõ ràng là bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan không lạ gì nhau. Trong những năm gần đây thì Thái Lan và Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp khác so với bóng đá nữ khu vực. Trương Thị Kiều. Vẫn là những đường truyền dài lên phía trên cho Huỳnh Như. Tốc độ của Huỳnh Như là rất tốt. Không kịp. Với Huỳnh Như, chúng ta không chỉ có một tiền đạo biết săn bàn, mà ngoài ra thì với lối chơi rộng, khả năng quan sát cũng như là khả năng kiến tạo cho đồng đội của Huỳnh Như cũng là rất tốt. Huỳnh Như không chỉ là một tiền đạo mà còn là một cầu thủ rất đa năng ở tuyến trên. Khi cần thiết thì Huỳnh Như đóng vai trò như là một chim mồi để cho các đồng đội như là Thái Thị Thảo hay là Tuyết Dung có khoảng trống để dứt điểm. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu vô cùng vất vả của số 4 Phillawan và số 3 là Chin Won, những hậu vệ của đội tuyển Thái Lan khi phải theo kèm Huỳnh Như. Ở trận đấu mở màn giữa hai đội thì người đã lập công cho đội tuyển nữ Việt Nam đó là số 16 Dương Thị Vân. Nguyễn Thị Xuyến. Tình huống ném biên cho đội tuyển nữ Việt Nam đó là pha xử lý không thành công của số 15 Wayne Ngoen Orabin, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng trước Myanmar ở vòng bán kết cho đội tuyển nữ Thái Lan. Huỳnh Như. Vừa rồi là tình huống giặc biên của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Rất hay. Một chút nữa thì pha xử lý của Phạm Thị Tươi đã thành công. Không được. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang chơi tốt ở khu vực phần sân nhà. Những đường truyền cuối cùng của đội tuyển Thái Lan đều không vượt qua được tầm kiểm soát của Trương Thị Kiều. Phạm Thị Tươi. Pha xử lý qua người. Huỳnh Như. Cơ hội lên bóng không được. Nhưng vẫn là đội tuyển nữ Việt Nam. Đường truyền dài cho Tuyết Dung. Đây là Tuyết Dung. Vẫn còn. Cú đá từ xa. Không vào. Bóng đã chạm xa ngang nhưng vẫn còn. Vừa rồi đã có tình huống cao chân của đội tuyển Thái Lan.
rất đáng tiếc cho pha dứt điểm vô đội của đội tuyển nữ Việt Nam. Một chút nữa chúng ta đã mở tỷ số của trận đấu. Nguyễn Dung. Sóng gió đã tạm trôi qua trước khung thành của Bung Sinh, nhưng vẫn là các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nguyễn Dung, cơ hội tấn công vẫn còn. Đường truyền cho Huỳnh Như, rất vừa tầm. Vẫn là Huỳnh Như, xử lý rất khéo léo. Cú đá của Dương Thị Vân đã không thành công. Nguyễn Dung, những sóng gió liên tục đang được tạo ra về phía khung thành của Thái Lan. Vừa rồi là tình huống mà đội trưởng Fed Quisas cũng đã phải lùi rất sâu về phần sân nhà để hỗ trợ cho các đồng đội. Đây là Nguyễn Thị Xuyến. Dương Thị Vân, đường truyền. Đội tuyển nữ Việt Nam đang nhập cuộc rất tốt. Tình huống phòng ngự quá tuyệt vời của Trần Thị Hồng Nhung. Pha lấy bóng rất kinh nghiệm. Tình huống pha bóng an toàn của số 14 là Chai Yarak. Ở tình huống dứt điểm đầu tiên, nếu như thành công, đó sẽ là một khởi đầu rất thuận lợi cho đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huỳnh Như, thêm một đường truyền. Tuyết Dung, qua người rất hay. Vẫn là Tuyết Dung, dứt điểm, không được. Lần này bóng đi nhẹ và thẳng vào vị trí của Bung Sinh. Những pha dứt điểm liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đang chơi rất hay. Trương Thị Kiều. Nếu như phía trên đội tuyển nữ Việt Nam đang có Huỳnh Như, thì ở phía dưới Trương Thị Kiều là một chốt chặn phải nói là cực kỳ đáng tin. Pha xử lý của Bích Thùy. Đội tuyển Việt Nam đang chơi rất tự tin. Bích Thùy. Bích Thùy vừa rồi đã không thể vượt qua được cầu thủ áo số 12 của Thái Lan, đó là Thông Somput. Phạm Thị Tươi. Huỳnh Như. Gọi là Huỳnh Như. Rồi, đã có thêm một pha dứt điểm, nhưng bóng đã không thể vượt qua được hậu vệ của đội tuyển Thái Lan. Những giây phút thật sự khó khăn đối với hàng phòng ngự của Thái Lan cũng như là thủ thành Bung Sinh. Tuyết Dung, những pha tấn công liên tiếp, đường truyền cho Huỳnh Như. Huỳnh Như, pha xoay sở đã không thành công. Huỳnh Như. Vừa rồi thì trọng tài người Nhật đã không cắt còi, nhưng vẫn sẽ có một quả ném biên dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Dương Thị Vân, Trương Thị Kiều. Rất hợp lý. Nhưng vừa rồi đường truyền của Thái Thị Thảo đã không thành công. Nếu như đó là một tình huống truyền bóng ra biên cho Bích Thùy thì có lẽ tình huống sẽ thuận lợi hơn. Lấy bóng rất cố gắng, đó là nỗ lực của Dương Thị Vân. Bích Thùy. Vẫn là đội tuyển Việt Nam. Đường truyền là quá sâu. 10 phút đầu tiên của trận chung kết môn bóng đá nữ đã diễn ra và đội tuyển nữ Việt Nam đang chiếm ưu thế. Chúng ta đã có những pha lên bóng rất nhịp nhàng. Hãy cùng xem lại cú đá của số 18, đó là Nguyễn Thị Vạn. Và chỉ có may mắn, thực sự là may mắn thì mới giúp cho khung thành của Thái Lan không rung lên sau cú ra chân đầy cảm giác vừa rồi. Philawan. Đường truyền đã không thành công. Tuyết Dung. Vẫn là Tuyết Dung. Pha can thiệp rất tốt của Trương Thị Kiều. Phạm Thị Tươi. Một tình huống kéo người rất lộ của số 8
Ninh Ham Rong. Vừa rồi nếu như Ninh Ham Rong Su Chan Guadi không buộc phạm lỗi thì chắc chắn là đội tuyển nữ Việt Nam đã có một pha lên bóng đáng chú ý nữa. Người sẽ đá phạt đó là Trương Thị Kiều. Nguyễn Thị Vạn, thêm một cú sút từ xa của Nguyễn Thị Vạn, nhưng lần này đã không thành công. Rõ ràng áp lực đang được tạo ra ngày càng lớn hơn về phía khung thành của Bung Sinh, và ông Naruphon Kanson chắc chắn đã cảm nhận được sự lo lắng. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang không chỉ chơi một cách tự tin mà lối chơi cũng đang rất dang trải. Họ đang không tập trung quá nhiều vào bất kỳ một vị trí nào, một lối chơi đa dạng. Cơ hội cho Thái Lan, đã có tiếng còi của trọng tài. Tình huống việt vị của số 8, không như vậy người thoát xuống. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này, rất rõ ràng, một tình huống rất rõ ràng. Nhưng vừa rồi cũng là một tình huống mà nhắc nhở hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam cần phải chơi cảnh giác và tập trung trước những pha tấn công của Thái Lan. Dù sao thì Thái Lan cũng là một trong những đội tuyển mạnh của khu vực và châu lục. Nguyễn Thị Vạn. Intami. Ferguses. Không được. Philawan. Chin Wong. Vẫn là Philawan. Đưa chuỗi dài. Không kịp. Những pha tấn công của đội tuyển Thái Lan vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Các học trò của ông Naruphon Kanson đang phải sử dụng những đường truyền dài vượt tuyến để tiếp cận khung thành của Trần Thị Kim Thanh. Nguyễn Thị Xuyến. Huỳnh Như. Nhờ khả năng di chuyển rộng của Huỳnh Như mà những đường truyền dài của tuyển Việt Nam đang trở nên nguy hiểm hơn so với Thái Lan. Cơ hội tấn công. Đường truyền Huỳnh Như. Vẫn là Huỳnh Như, không được. Một chút nữa thì Huỳnh Như đã vượt qua được hậu vệ của Thái Lan. Intami. So với chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Philippines ở bán kết, thì ngày hôm nay huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có một sự thay đổi người đáng chú ý khi số 18 Nguyễn Thị Vàng là người đá vị trí hậu công thay cho Phạm Hải Yến số 12 trong trận bán kết trước đó. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam vẫn ra sân với sơ đồ chiến thuật quen thuộc, đó là 4-4-1-1. Với cánh phải là số 23 Nguyễn Thị Bích Thùy. Trong khi đó thì số 7 Nguyễn Thị Bích Dung sẽ đá bên hành lang cánh trái. Trong trận đấu gặp Philippines thì tiền đạo thủ quân Huỳnh Như cũng là người thường xuyên lùi về khu vực giữa sân để nhận bóng từ các đồng đội. Đây là pha lên bóng nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Huỳnh Như được chuyền hướng đến vị trí của Tuyết Dung. Đó là pha qua người không thành công của số 7, nhưng bóng vẫn còn cho các cầu thủ Việt Nam đưa chuyền vào. Huỳnh Như. Đây là Tuyết Dung, cú đánh đầu. Đó là pha đánh đầu hơi nhẹ và không đủ làm khó thủ môn Warapon bên phía Thái Lan. Cho đến lúc này thì số 7 Tuyết Dung đã có 3 bàn thắng tại kỳ SEA Games năm nay. Và số 7 của đội tuyển Việt Nam vẫn đang có cơ hội trở thành vua phá lưới giải đấu. Đó là pha xử lý an toàn của Trương Thị Kiều.
kêu. Sau khi dính chấn thương ở vòng bảng thì hậu vệ số 3 Trương Thị Kiều đã kịp thời quay trở lại trong trận đấu gặp Philippines tại bán kết. Đó là một sự quay trở lại cần thiết của đội tuyển Việt Nam. Silawan bên phía Thái Lan đã có rất nhiều nỗi lo cho đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở trong trận thắng 2-0 trước Philippines tại bán kết, khi có rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã gặp những chấn thương, những vấn đề về sức khỏe trên sân đấu. Tuy nhiên lúc này thì vẫn đang có được những con người tốt nhất để bước vào trận tranh huy chương vàng gặp Thái Lan. Đây là một trận đấu mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả hai đội bóng Thái Lan và Việt Nam, tìm ra đâu là đội bóng giàu thành tích nhất ở các kỳ SEA Games môn bóng đá nữ, khi cả hai đang cùng có 5 lần giành được huy chương vàng môn bóng đá nữ. Sơ đồ 3 hậu vệ, đó là số 4 Hồng Birun, số 3 Chikwon Natakan và số 9 đó là thủ quân Waruni. Trong khi đó người chơi cao nhất trên hàng công lúc này của đội bóng áo xanh đó là Chetabut Kanchanat, tiền đạo mặc áo số 13. Và đặc biệt cho các cầu thủ Việt Nam bóng của các cầu thủ áo đỏ. Ngay sau đó thì Hồng Nhung đã có tình huống đánh chặn thành công. Trong trận đấu bán kết gặp Philippines thì Hồng Nhung cũng đã là người chơi rất hay ở khu vực phần sân nhà trong việc hóa giải đi các đợt tấn công từ các cầu thủ tấn công có thể hình vượt trội bên phía chủ nhà Philippines. Đức Chung đã có 3 ngày để chuẩn bị cho trận kết ngày hôm nay sau trận thắng trước các cầu thủ Philippines. Lúc này thì Trương Thị Kiều đang gặp một vấn đề ở phần cơ đùi và cần phải nhờ đến sự trợ giúp y tế. Ở giai đoạn vòng bảng thì trung vệ của Thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng đã gặp chấn thương và bỏ lỡ trận đấu gặp Indonesia. Sắp bóng biên cho các cầu thủ đỏ. Đây là Nguyễn Thị Xuyến. Trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam thì thủ quân Huỳnh Như sẽ là người di chuyển rất rộng. Cô thường xuyên lùi về nhận bóng, trong khi đó thì số 7 đó là Nguyễn Thị Tuyết Dung cùng với số 23 Nguyễn Thị Bích Thùy sẽ là những người thường xuyên có những tình huống đột phá bó vào khu vực trung lộ. Đây là Tuyết Dung bật qua người thành công của số 7 bên phía Việt Nam. Vẫn đang là những tình huống chơi áp sát rất nhanh của các cầu thủ Thái Lan. Đây là cầu thủ Nguyễn Thị Xuyến, đây là người được xem là một trong những đầu tàu của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đã bước sang tuổi 32. Chúng ta đang thấy Tuyết Dung đang thường xuyên xuất hiện trong khu vực 16m50 của các cầu thủ Thái Lan. Trong trận bán kết gặp Philippines thì tình huống đột phá của Tuyết Dung cũng đã mang về bản định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
lại bóng của các cầu thủ áo xanh. Phần qua người thành công. Tình huống để mất bóng khá nguy hiểm của các cầu thủ Việt Nam. Đường chuyền vào. Rõ ràng thì những tình huống không chiến của Thái Lan đang là điều mà các cầu thủ Việt Nam cần phải lưu tâm. Họ đang sở hữu đội hình với các cầu thủ có thể hình vượt trội. Sức mạnh của đội tuyển Thái Lan nằm ở những tình huống không chiến, những tình huống bóng cố định với những đường treo bóng vào trong để các cầu thủ có thể hình vượt trội như là số 8 Viharong Suchawade cũng như số 13 đó là Chethaput Khayanat thực hiện những tình huống đánh đầu dứt điểm. Trong khi đó thì huấn luyện viên Mai Đức Chung có trong đội hình những cầu thủ có kỹ thuật tốt, thực hiện những tình huống mang bật phối hợp nhỏ cần đến tốc độ. Và lên bóng của các cầu thủ Việt Nam để là Huỳnh Như. Vừa rồi thì thủ quân Waruni đã có một tình huống chắc bóng kịp thời. Đây cũng là lần đầu tiên ở kỳ SEA Games năm nay mà các cầu thủ Việt Nam thi đấu trên sân vận động này. Trước đó thì các trận đấu của các cầu thủ Việt Nam thường diễn ra trên sân vận động Midan, nhưng đây là pha lên bóng nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Huỳnh Như sẽ có một tình huống đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Không như vậy thì số 9 của đội tuyển Việt Nam đã việt vị trong pha bóng vừa rồi. Rõ ràng là Huỳnh Như đã di chuyển lên hơn một bước chân trong tình huống nhận bóng vừa rồi. Bóng lên phía trên. Lúc này thì các cầu thủ Thái Lan vẫn đang khai thác rất nhiều những tình huống bóng bổng để các cầu thủ tấn công có thể hình vượt trội thực hiện những tình huống kiểm soát bóng. Ở trong trận đấu gặp Philippines thì Quốc Thành Trần Thị Kim Thành cũng đã có những tình huống xử lý bóng rất hay. Và cứu thua trực tiếp các tình huống áp sát khung thành của các tiền đạo bên phía đội chủ nhà. Từ đầu trận đấu đến giờ thì những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam chủ yếu tập trung về phía hành lang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Tuyết Dung cùng với đó là sự tham gia hỗ trợ của Huỳnh Như. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ đội chủ nhà Việt Nam. Vừa rồi đó là Phong Virun. Chúng ta đang thấy những sự điều chỉnh bên phía đội tuyển Thái Lan. Đang có một cầu thủ chuẩn bị được huấn luyện viên Narun Phon Kaeson tung vào sân. Đó là số 17 Tanikan Danda. Một sự thay đổi sơ đồ chiến thuật cũng như lối chơi rất sớm của đội tuyển Thái Lan. Ngự
Người sẽ vào sân đó là Tanakan, cầu thủ đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan ở trận đấu ra quân với Việt Nam. Rõ ràng, huấn luyện viên Ken Son đã nhận ra rằng nếu như cứ tiếp tục để cho tuyển Việt Nam chơi lấn lướt thì có lẽ không sớm cũng muộn bàn thắng cũng đến cho tuyển Việt Nam. Thế nên ông sẽ tung một tiền đạo vào sân để gia tăng lối chơi tấn công của đội nhà và giảm bớt áp lực cho khung thành của Bung Sinh. Bây giờ sẽ là tình huống đá phạt cho đội tuyển Việt Nam, đường chuyền dài. Huỳnh Như, cơ hội Tuyết Dung. Đáng tiếc là Tuyết Dung đã không thể khống chế tốt ở bước đầu tiên. Đường chuyền cho Nguyễn Thị Xuyến. Như vậy là người sẽ rời sân bên phía đội tuyển Thái Lan sẽ là số 14, Chai Yarak. Một sự đổi người từ rất sớm của đội tuyển Thái Lan. Bây giờ thì Tanikan vào sân và chắc chắn là Thái Lan sẽ chơi tấn công nhiều hơn. Bộ đôi tiền đạo của đội tuyển Thái Lan lúc này đó là số 17 Tanikan và số 13 là Chithabut. Và tấn công bên cánh trái rất hay, đó là tình huống cắt bóng kịp thời của số 2 Trần Thị Hồng Nhung. Nếu như đường chuyền vừa rồi vào trong thành công thì chắc chắn là sẽ có những khó khăn đối với thủ thành Kim Thành. Và lên bóng rất nhanh của Intami. Tanikan có chiều cao rất tốt. Ở trận đấu vòng bảng thì Tanikan đã có một pha không chiến thành công để cân bằng tỷ số 1-1. Chúng ta cũng thấy là về thể hình, tuyển Thái Lan có phần nhỉnh hơn so với tuyển Việt Nam. Tiếp tục là những đường chuyền. Tình huống cắt bóng tốt là của Trương Thị Kiều. Lấy bóng thành công, cơ hội phản công. Tình huống tăng tốc. Đường chuyền cho Huỳnh Như. Nhưng rất tiếc là Huỳnh Như đã không khống chế thành công. Nhưng nhờ nỗ lực của Nguyễn Thị Vạn, không đó là Tuyết Dung, mà đội trưởng của tuyển Thái Lan đã buộc phải phá bóng an toàn và chúng ta vẫn có một quả ném biên. Gần 1/3 thời gian của trận đấu, trận chung kết môn bóng đá nữ đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 0-0. Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm nào được xem là đáng chú ý về phía khung thành của Kim Thanh. Trong khi đó thì các học trò của ông Mai Đức Chung đã có một pha dứt điểm trúng sàn ngang của Nguyễn Thị Vạn. Tiền đạo Tanakan. Chúng ta cùng xem pha tấn này, Huỳnh Như đang di chuyển. Đường chuyền, đúng ra một đường chuyền sớm hơn thì chắc chắn là phù hợp với tình huống di chuyển ra cánh của Huỳnh Như. Rất tiếc cho Nguyễn Thị Vạn. Rõ ràng là tính thời điểm ở tình huống vừa rồi là không thực sự thuận lợi đối với Nguyễn Thị Vạn. Tiền đạo vừa mới vào sân bên phía Thái Lan, Tanikan Dangda, chính là em gái của tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Thái Lan lúc này, Terasin Dangda. Đến phút 30 của trận đấu thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang phần nào nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng cũng như là điều chỉnh thế trận. Huỳnh Như vẫn luôn là trung tâm trong những pha lên bóng của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung rất cố gắng. Nguyễn Thị Xuyến. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng chúng ta cũng thấy hậu vệ mang áo số 22 Nguyễn Thị Xuyến vẫn đang lên công về thủ rất đều đặn. Một
huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải liên tục nhắc nhở và động viên tinh thần thi đấu của các cô gái Việt Nam. Trên thao bút, Tanekan Dangda có chiều cao phải nói là rất vượt trội với bóng đá nữ Đông Nam Á. Cô có chiều cao 1m75. Rất hay, đó là pha can thiệp kịp thời của Phạm Thị Tươi. Vẫn là đội tuyển Thái Lan. Lấy bóng rất tốt, Quyết Dung. Bóng trở về chân của đội tuyển Việt Nam. Và tăng tốc của Tuyết Dung. Vẫn là Tuyết Dung. Rất cố gắng. Tình huống tấn công là vẫn còn. Dứt điểm từ xa. Đó là cú sút của Thái Thị Thảo. Vừa rồi chỉ có 3 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng cũng đủ sức để gây ra những khó khăn cho hàng thủ của Thái Lan. Phạm Thị Tươi. Ở hai bên cánh thì bộ đôi hậu vệ Phạm Thị Tươi và Nguyễn Thị Xuyến luôn mạnh dạn dâng cao trong những pha tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung! Tình huống tung chân rất nhanh của số 7 đội tuyển nữ Việt Nam. Đường truyền của Nguyễn Thị Xuyến đến đâu? Sóng gió đang liên tục được tạo ra về phía khung thành của Bung Sinh. Người đã có pha ập vào rất nhanh vừa rồi đó là Thái Thị Thảo. Bung Sinh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển nữ Thái Lan. Nguyễn Thị Vạn, cú sút xa nữa. Nguyễn Thị Vạn đang rất chịu khó tung ra những cú sút từ xa. Đây chắc chắn là một chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung khi mà ông đã sử dụng Nguyễn Thị Vạn ngay từ đầu. Rõ ràng hàng thủ có chiều cao tốt của đội tuyển Thái Lan đã gây ra những khó khăn cho lối chơi tấn công hai cánh của đội tuyển nữ Việt Nam. Và với Nguyễn Thị Vạn, những cú sút từ xa chắc chắn sẽ khiến cho đối phương gặp khó khăn trong việc theo kèm cũng như là đọc tình huống. Một pha xử lý quá kinh nghiệm của Trương Thị Kiều. Intami là người đã dâng cao trong tình huống vừa rồi, nhưng Trương Thị Kiều đã có một pha xử lý rất kinh nghiệm. Giờ đây chúng ta cũng thấy là đội tuyển nữ Việt Nam đang có rất nhiều giải pháp để chơi tấn công. Đó là những pha tấn công cánh với bộ đôi Phạm Thị Tươi. Đó cũng có thể là những pha tấn công trung lộ với Tuyết Dung hay là Nguyễn Thị Vạn. Và khi mà lối chơi tấn công càng đa dạng thì đối phương sẽ càng khó bắt bài cũng như là phán đoán để chống đỡ. Tình huống và bóng cao chân của số 13 Che Tha Bút, một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ vàng nếu như trọng tài nghiêm khắc. Và đúng là như vậy, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho đội tuyển Thái Lan, Che Tha Bút. Người bị đau đó là Trương Thị Kiều. Vâng, chúng ta cũng thấy là bắp đùi của Trương Thị Kiều đã chảy máu sau pha vào bóng vừa rồi của Che Tha Bút. Một tình huống rất nguy hiểm. Rõ ràng khi nhìn vào vết thương của Trương Thị Kiều, chúng ta không khỏi xót xa cho các cô gái Việt Nam, những người vẫn luôn chiến đấu để mang về niềm vui cho người hâm mộ.
Với Trương Thị Kiều, chúng ta không chỉ có một trung vệ có lối chơi tỉnh táo, mà còn là một chân truyền từ phần sân nhà lên phía trên cho Huỳnh Như. Trương Thị Kiều là một tài năng trẻ đã trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và ngay từ rất sớm cô đã chứng tỏ được năng lực và vai trò của mình trong đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu như không có Trương Thị Kiều, đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng hy vọng là số 3 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vẫn có thể thi đấu tiếp ở trận chung kết này. Phải nói là những hình ảnh rất xót xa. Hồng Nhung, đường truyền của Phạm Thị Tươi, Tanekan, Philawan, Chin Buong. Lúc này mỗi khi có bóng thì đội tuyển Thái Lan đang cố gắng làm giảm tốc độ của trận đấu. Họ không muốn bị cuốn vào lối chơi nhanh của đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã để cho đối phương chơi có phần thoải mái. Nhưng ở trận đấu chung kết này thì đội tuyển nữ Việt Nam đã siết lại đội hình, và Thái Lan gần như không có bất kỳ một pha lên bóng nào đáng chú ý đến thời điểm này. Đường truyền, tình huống băng ra kịp thời của Kim Thanh. Giờ đây thì Thái Lan chỉ còn biết trông đợi vào chiều cao của Tanekan để uy hiếp khung thành của đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu bán kết với đội tuyển chủ nhà Philippines thì thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã có màn trình diễn xuất sắc. Với việc mà các cầu thủ Thái Lan đang chơi với hai tiền đạo trên hàng công thì họ cũng đang để lộ ra những sơ hở nơi khu vực trung tuyến, và lúc này là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát bóng và thực hiện những tình huống tấn công về phía khung thành của thủ môn Varapon. Và là bóng của các cầu thủ áo xanh. Dứt điểm từ ngoài vùng cấm, đó là tình huống dứt điểm của số 7 Silawan bên phía Thái Lan. Trước đó là pha đi bóng rất khó chịu của Tanekan, cầu thủ vào sân thay người. Chắc chắn hình ảnh vùng chân trái của Trương Thị Kiều đang được quấn băng chăn dịch xuất hiện trên khắp các mặt báo vào ngày mai, nó cho thấy được những sự khắc nghiệt, những khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Đây là pha lên bóng của Tuyết Dung, chuyền vào. Và lúc này tỷ số vẫn đang là không đều của cả hai đội. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã chia sẻ, ông cùng các học trò cũng đã chuẩn bị cho tất cả mọi diễn biến có thể xảy ra trong trận đấu quyết định này. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã tập rất nhiều những bài đá phạt đền để chuẩn bị nếu như trận đấu phải bước vào hiệp phụ, cũng như là loạt sút luân lưu. Nhưng với thế trận là đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, thì chúng ta vẫn đang hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có được chiến thắng trong 90 phút thi đấu. Và xử lý hay của Thị Xuyến, đây là Tuyết Dung, thoát qua người thành công của số 7. Đó là tình huống luôn về hỗ trợ phòng ngự kịp thời của Tanekan. Tuyết Dung là cầu thủ có nhiều tình huống dứt điểm nhất bên phía đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp đấu đầu tiên này.
pha đi bóng của Orapin. Đội tuyển nữ Thái Lan để có được tấm huy chương vàng trong lượt trận cuối cùng khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước Malaysia. Qua đó thì Việt Nam là đội dẫn đầu bảng đấu có cùng 10 điểm với Thái Lan, nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ, đó là 11 so với 9. Kỳ SEA Games cách đây 2 năm có 5 đội bóng tham dự và thi đấu một lúc vòng tròn để chọn ra 3 đội thành tích tốt nhất giành huy chương vàng bạc đồng. Một trận đấu đã bước sang phút thứ 42. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ Việt Nam. Tuyết Dung hình như đang di chuyển. Nguyễn Thị Xuyến. Vừa rồi thì Thái Thị Thảo đã không có tình huống chạm bóng thực sự thành công. Đó là pha cắt bóng của Kim Thị Kiều. Bóng biên cho các cầu thủ Thái Lan. Tiếp tục sẽ có thêm một quả ném biên nữa cho các cầu thủ áo xanh. Lúc này tại môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30, sau 8 trận đã đấu, không tính đến trận chung kết thì đã có 27 bàn thắng được ghi. Và hiệu suất bàn thắng trung bình mỗi trận đó là 3,38 bàn mỗi trận. Đây vẫn đang là một giải đấu mà có rất nhiều bàn thắng được ghi ở trong các trận đấu bóng đá nữ. Lần đầu tiên mà một bóng đá nữ xuất hiện trong các kỳ đại hội thể thao khu vực đó là vào năm 1985. Kỳ SEA Games thứ 13 diễn ra ở Thái Lan, và lúc đó thì đội chủ nhà đã là những người vô địch. Tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ đầu tiên mà Việt Nam có được đó là ở kỳ SEA Games năm 2001 tại Malaysia. Sự hiệu quả. Nhiều khả năng hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ chính với tỷ số hòa không đều. Với việc không có quá nhiều tình huống đáng chú ý trong hiệp đấu đầu tiên thì chỉ có một phút đá bù giờ. Đội Nguyễn Thị Xuyến hình như đã lùi về rất sâu để tham gia pha bóng này.
bàn. Ở trong trận bán kết gặp chủ nhà Philippines thì bàn thắng ở tỷ số của đội tuyển nữ Việt Nam cũng chỉ đến ở trong thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng hy vọng bàn mở tỷ số cũng sẽ tìm đến các cô gái áo đỏ sau khi quay trở lại ở hiệp thi đấu tiếp theo. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận chung kết môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30 cũng đã đầu giữa nhà đương kim vô địch Việt Nam cùng với Thái Lan. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều khi Việt Nam đã là đội nhỉnh hơn về số cơ hội nguy hiểm tạo ra với các cú dứt điểm của Tuyết Dung, Quỳnh Như và cả là Nguyễn Thị Vàng. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì đội tuyển Thái Lan cũng đã có sự thay đổi người ngay từ rất sớm để điều chỉnh lối chơi và giành lại thế trận. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến ở trong hiệp 2. Đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã dừng lại với tỷ số đang tạm hòa nhau không đều. Một hiệp đấu mà các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chơi có phần nhỉnh hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã kiểm soát thế trận tốt hơn và cũng tạo ra được những cơ hội rõ ràng. Và đáng kể nhất đó là pha dứt điểm của Nguyễn Thị Vạn, bóng đã trúng vào cột dọc, trúng vào sàn ngang khung thành của Bung Sinh. Cũng trong hiệp đấu đầu tiên thì huấn luyện viên Ken Son của Thái Lan đã buộc phải có sự đổi người đầu tiên khi mà tiền đạo số 17 là Tanekan đã vào sân để thay cho Chayarak. Trong hiệp đấu thứ hai này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là những người được cầm bóng trước và bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Lúc này thì cả hai đội vẫn đang chờ tiếng còi của trọng tài người Nhật Kazumi Asaka. Đến lúc này của kỳ SEA Games 30, môn bóng đá chỉ mới có một trận đấu phải bước vào hiệp phụ, đó là trận bán kết nam giữa Indonesia và Myanmar. Và tiếng còi của trọng tài Kazumi Asaka đã vang lên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hiệp đấu thứ hai. Đường chuyền dài, Huỳnh Như. Vẫn là Huỳnh Như. Có dứt điểm, không được. Bóng đi cao, đó là pha dứt điểm của Nguyễn Thị Vạn. Ngay từ những giây đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra một pha tấn công nữa về phía khung thành của Bung Sinh. Nỗ lực tranh chấp của Huỳnh Như đã mang đến cơ hội cho Nguyễn Thị Vạn. Vừa rồi là lần thứ tư mà Nguyễn Thị Vạn đã có những pha dứt điểm từ xa trong trận chung kết này. Trương Thị Kiều, một pha xử lý rất bình tĩnh của trung vệ mang áo số 3, Nguyễn Thị Xuyến. Đã có lỗi với, như vậy người bị phạm lỗi là Tuyết Dung. Và người phạm lỗi đó là Tanekan. Ở hiệp đấu đầu tiên thì Tuyết Dung là một trong những cầu thủ hoạt động rất tích cực ở phần sân của đội tuyển Thái Lan. Ở trận đấu chung kết ngày hôm nay thì bên cạnh Huỳnh Như, Tuyết Dung cũng là một trong những cái tên rất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Tanekan. Tiền đạo Tanekan phải lùi rất sâu vào sân nhà. Không sao bút. Và lại bóng rất tốt của Phạm Thị Tươi. Mặc dù có thể hình tốt, nhưng chúng ta cũng thấy là lối chơi của đội tuyển Thái Lan có phần khá đơn giản. Họ chỉ cố gắng đưa bóng xuống hai biên rồi tạt vào trong cho tiền đạo cao lớn là Tanekan không chiến. Giành được quyền tham dự vòng chung kết World Cup dành cho nữ, đó là vào các
nữ Việt Nam cũng đã đến rất gần với vòng chung kết FIFA World Cup dành cho nữ. Chúng ta đã vào đến trận đấu playoff và gặp chính Thái Lan, nhưng đáng tiếc đã để thua và đành vượt mất chiếc vé vào chơi vòng chung kết World Cup năm 2015. Tại Lê Can, đường chuyền rất nguy hiểm. Đó là Tane Can, rất hay, đó là pha bắt bóng chính xác của Trần Thị Kim Thành. Một tình huống mà Tane Can đã uy hiếp khung thành của đội tuyển Việt Nam. Người đã có đường chuyền vào trong đó là số 16, Sen Chan. Rất may là pha dứt điểm của Tane Can bóng đi nhẹ và cũng thẳng vào vị trí của Kim Thành. Tane Can, trong đó là pha đi bóng của số 8, Min Ham Rong. Pha đập nhã nhịp nhàng của đội tuyển nữ Thái Lan. Huỳnh Như, cơ hội lên bóng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Dương Thị Vân không được, Dương Thị Vân đã không thể có đường truyền cho Huỳnh Như. Vẫn là đội tuyển Việt Nam, đường truyền cho Huỳnh Như. Vẫn là Huỳnh Như, rất hợp lý. Dung và Ben Huset đã vượt qua đường chuyền, nhưng đáng tiếc đường chuyền lại thẳng vào tay của Bung Sinh. Vừa rồi là một pha lên bóng nhịp nhàng của đội tuyển nữ Việt Nam. Ở tháng 8 vừa qua, tại giải bóng đá Đông Nam Á năm 2019 dành cho nữ, thì đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan cũng đã lọt vào đến trận chung kết. Ở giải đấu diễn ra trên nước Thái Lan, cả hai đội cũng hòa nhau không đều trong 90 phút. Và trong hiệp phụ thì Huỳnh Như đã tỏa sáng để ghi bàn thắng duy nhất, mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Lúc này thì diễn biến của trận đấu cũng đang rất giống với diễn biến của trận chung kết cách đây vài tháng. Như chúng tôi đã nói thì trong vòng 2 năm qua, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã từng gặp nhau tổng cộng là 4 lần. Và học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đang thất bại với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Trương Thị Kiều, những pha xử lý phải nói là rất bình tĩnh của Trương Thị Kiều. Vâng, pha thứ tư, đáng tiếc là pha xử lý lại hơi dài. Không sao bút, đây là chuyền tháp bút. Nguy hiểm, và như vậy tỷ số đã là 1-0. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem, dường như đã có vị quỵ của Tane Can. Đúng là như vậy, đúng là như vậy, Tane Can đã rơi vào thế vị quỵ. Nhưng dù sao thì đó cũng là một lời cảnh báo rất cần thiết cho hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Tane Can với chiều cao 1m75, và nếu như để cho cô thoải mái không chiến thì đó là một vấn đề rất lớn với Kim Thanh. Cần phải có những giải pháp để hạn chế khả năng không chiến của Tane Can. Ở vòng bảng thì cũng từ một pha không chiến, Tane Can đã thắng được Trương Thị Kiều và đánh đầu cân bằng tỷ số 1-0. Ở hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này thì người có khả năng không chiến tốt nhất đó chính là Trương Thị Kiều. Nhưng đáng tiếc ở thời điểm này, số 3 của đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp chấn thương, và chắc chắn nó ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng phán đoán và không chiến của cô. Ở tình huống vừa rồi, khi mà Trương Thị Kiều đã phải dạt ra biên thì lập tức ở phía trong rất khó để có ai khống chế được Tane Can. Nhưng rất may là Tane Can đã vượt vị. Có vẻ như Kim Thanh đang gặp vấn đề thực sự với cổ chân của mình.
đất không tốt của Kim Thành đã ảnh hưởng đến cổ chân cái của cô. Trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam thì ngoài Kim Thành còn có một thủ môn khác, đó là Khổng Thị Hằng. Rất may là Kim Thành vẫn có thể thi đấu tiếp. Hình như vẫn chưa có một cơ hội nào thực sự đáng kể để tung ra những pha dứt điểm về phía Kim Thành của Bung Sinh. Hình như rất cố gắng. Chúng ta cùng hy vọng là tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng nhất, giống như là cô đã từng làm trong trận chung kết của giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2019 vừa qua. Nguyễn Thị Vạn, pha tranh chấp rất tốt của Nguyễn Thị Vạn, bóng trở về chân đội tuyển Việt Nam. Sau tình huống cơ đồ thì Nguyễn Thị Vạn cũng đang nằm trên sân. Dương Thị Vân đưa truyền cho Tuyết, hơi mạnh rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại nỗ lực tranh chấp của Nguyễn Thị Vạn với số 12 là Thông Song Út. Villawan, cũng tranh chấp rất tốt của Nguyễn Thị Xuyến. Với thể hình tốt hơn thì chúng ta cũng thấy là đội tuyển Thái Lan không hề tỏ ra e dè trong những pha tranh chấp hay va chạm. Sẽ là một quả đá bóng lên cho Trương Thị Kiều.
Nam sẽ có một quả kiểm soát bóng quyền cho đội bóng áo đỏ. Ở vòng một bóng đá nữ kỳ SEA Games năm nay, lúc này ở cuộc đua vô phá lưới có đến 4 cầu thủ đang dẫn đầu với 3 bàn thắng, nhưng với việc mà Myanmar và Philippines đã dừng bước ở vòng bán kết thì cuộc cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng vẫn đang thuộc về hai cầu thủ đó là Nguyễn Tiến Dung và Chi Thông Út cạnh Gia Đát của Thái Lan. Đang có một cầu thủ áo xanh nằm đau trên sân, đó là số 12 Thông Sông Út Ratikan đến phía Thái Lan. Đó là tình huống cô đã va chạm với trung vệ Phạm Thị Tươi bên phía Việt Nam. Giờ đồng hồ thời gian thi đấu chính thức trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, tỷ số lúc này vẫn đang là không đều và chúng ta đang thấy Thái Lan đang chuẩn bị có sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu này. Đó là vị trí hậu công cho thủ quân Quỳnh Như.
đấu đầu tiên thì Nguyễn Thị Vàng cũng đã có một tình huống rất đáng chú ý, đó là một cú sút cú xà ngang thành một xin qua đá bóng bên phía Thái Lan. Lúc này thì chúng ta sẽ chờ đợi những tình huống phối hợp của bộ đôi Phạm Hải Yến và Huỳnh Như trên hàng công. Trong một thế trận có phần bế tắc thì cả hai huấn luyện viên của Việt Nam và Thái Lan đã tung vào sân những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình. Và hứa hẹn đó sẽ là những diễn biến vô cùng hấp dẫn ở trong trận chung kết ngày hôm nay. Đó là pha đoạt bóng thành công của Hải Yến. Huỳnh Như. Đây là Tuyết Dung. Và đi bóng qua người của số 7 bên phía Việt Nam. Ngay sau đó thì cầu thủ mà áo số 11 bên phía Thái Lan đã kịp lùi về, đó là pha xử lý của cầu thủ vào sân hai người bên phía Thái Lan. Và áp sát rất nhanh của các cầu thủ bên phía Việt Nam. Tình huống để mất bóng nguy hiểm. Đây là những nỗ lực chơi pressing của các cầu thủ áo đỏ. Tình huống băng ra nguy hiểm của cầu thủ
vào. Tiếp tục là các cầu thủ áo đỏ. Mở bóng cho số 15 đó là Phạm Thế Tươi. Hàng thủ của Thái Lan được kịp lùi về trong vòng 4 vừa rồi. Phút 70 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Trôi về những phút cuối thì những sai lầm lại càng phải trả những cái giá đắt hơn. Lúc này thì cả hai đội đang thi đấu với sự tập trung cao độ, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Một trận đấu vô cùng quan trọng với cả hai nền bóng đá. Thì đây sẽ là trận đấu tìm ra ai là đội bóng nữ có thành tích tốt nhất ở các kỳ SEA Games. Thank you.
hiện bởi hậu vệ Nguyễn Thị Kiều, không phải từ khung thành hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây đã là phút 75 và đội tuyển nữ Việt Nam đã có một cơ hội rất tốt để mở tỷ số của trận đấu. Chỉ đáng tiếc là trong tình huống băng bào của Huỳnh Như, cô đã không có được pha đánh đầu hoàn hảo nhất. Nguyễn Thị Xuyến, không, đó là pha xử lý của Tuyết Dung. Huỳnh Như qua hai người rồi, đó là Huỳnh Như. Huỳnh Như đã không thể có pha dứt điểm của Huỳnh Như. Cơ hội tấn công dành cho Thái Lan, Tanakan. Vẫn là Tanakan đưa chuyền dài. Người chiến thắng vẫn là Trương Thị Kiều. Khả năng đọc tình huống của Trương Thị Kiều là rất nhạy bén. Đây là số 8, Ninh Hàm Rồng. Và để mất bóng của Ninh Hàm Rồng, cơ hội phản công cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn như đang di chuyển. Huỳnh Như pha tăng tốc, phải có thẻ vàng, chắc chắn là sẽ có thẻ vàng cho đội tuyển Thái Lan. Đó là số 16 Sang Chan. Một tình huống mà Sang Chan đã bắt buộc phải phạm lỗi với Huỳnh Như. Đó là một cơ hội phản công rất tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại pha tăng tốc rất mạnh mẽ của tiền đạo số 9. Và nếu như Sang Chan không phạm lỗi thì Huỳnh Như đã đối mặt với Bung Sinh. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai từ đầu trận của đội tuyển nữ Thái Lan. Khi mà những pha lên bóng của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thành công thì chúng ta có thể kỳ vọng vào những tình huống cố định như thế này. Sự đổi người cuối cùng bên phía đội tuyển nữ Thái Lan, người ra sân đó là Silawan Dami và người vào sân đó là số 19 Bishamai Songsai. Một trong những người đá phạt tốt nhất đó là Tuyết Dung. Chúng ta vẫn nhớ là trong một trận đấu trước đây thì Tuyết Dung đã từng ghi bàn từ hai tình huống đá phạt góc trong một trận đấu. Và đó vẫn được xem là một trong những kỳ tích hiếm hoi của bóng đá hiện đại. Lúc này đang đứng trước bóng, ngoài Tuyết Dung còn có Bích Huy. Và bên cạnh đó là Nguyễn Thị Xuyến. Với góc đá này thì cầu thủ nào thuận chân trái hoặc chân phải đều tung ra được pha dứt điểm thẳng về phía thành của Bung Sinh. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Tuyết Dung hay Bích Huy sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Tuyết Dung đưa chuyền cho Bích Huy, rất hay. Bích Huy đưa chuyền vào trong của Bích Huy đã không thành công. Vừa rồi là một pha dàn xếp đầy ý đồ của đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như vẫn là đội tuyển nữ Việt Nam. Hà Thị Thảo đã không thể vượt qua được tình huống va chạm với Tanakan. Phút 80 rồi và tỷ số vẫn đang cân bằng nhau. Đã có những cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ cần một chút chắc chiêu hơn thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã mở được tỷ số của trận đấu. Chuyên quân Sang Chan. Tình huống xử lý không thành công của số 12 Thông Sobut.
đi như vậy. Trong đó thì đội tuyển của Thái Lan đã sử dụng cả ba quyền đối người. Trận đấu đã bắt đầu bước vào những phút cuối. Đây là thời gian mà đòi hỏi sự tập trung của các cầu thủ. Tanakan cũng như là số 8 là Lim Hang Rong vẫn là những người được chú ý trong những pha đá cố định của đội tuyển Thái Lan, những người có chiều cao tốt. Tình huống phán đoán sai của đội tuyển từ Thái Lan và đội tuyển của Việt Nam được hưởng quả ném biên. Đi đâu?
hay, vẫn còn cơ hội, không vào. Một pha xử lý rất tự tin của Nguyễn Thị Bích Thùy. Pha qua người và dứt điểm kỹ thuật. Hải Yến là người đã có pha tranh chấp trước đó. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý. Phải nói là rất tự tin của Bích Thùy. Nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Chính Quân, Villawan. Ở thời điểm này thì đội tuyển nào tìm được bàn thắng sẽ có rất nhiều cơ hội để giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ. Một hình ảnh phải nói là rất quen thuộc đến từ các cổ động viên của Việt Nam, những người trong bộ trang phục áo đỏ sao vàng. Phạm Thị Tươi đưa chuyền hơi sâu. Nguyễn Dung, Nguyễn Thị Xuyến đã có pha phạm lỗi từ phía sau của cầu thủ Thái Lan, đó là số 19, người đã vào sân. Như vậy là bên phía đội tuyển Việt Nam sẽ có sự đổi người thứ hai. Người sẽ vào sân đó là Hoàng Thị Loan. Rất có thể đó sẽ là một sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây là thời điểm mà hàng phòng ngự cần phải chơi một cách tập trung. Và đúng là như vậy, người ra sân đó là Nguyễn Thị Xuyến. Cầu thủ năm nay đã 32 tuổi và là người có kinh nghiệm nhiều nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Ở trong những thời điểm đã qua, chúng ta cũng thấy là những pha tấn công của đội tuyển Thái Lan đã tập trung rất nhiều vào cánh của Nguyễn Thị Xuyến. Đứng trước bóng vẫn là Trương Thị Kiều, một trong những hậu vệ có khả năng truyền dài tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Tươi, Bích Thùy, Hải Yến, thêm một đường chuyền. Đường chuyền không thành công của số 16 Dương Thị Vân. Hoàng Thị Loan rõ ràng là có sức trẻ và có cái hình tốt hơn so với Nguyễn Thị Xuyến. Sau khi vào sân thì cô sẽ có đủ thể lực để tranh chấp với những pha tấn công của đội tuyển Thái Lan. Tuyết Dung. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận chung kết môn bóng đá nữ và hai đội vẫn đang có tỷ số cân bằng nhau. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra một vài cơ hội rất rõ ràng ở trong hiệp đấu đầu tiên và hiệp đấu thứ hai, nhưng đáng tiếc là chúng ta đã không tận dụng thành công. Hải Yến, cơ hội không biệt vị ở phía trong của Bích Thùy, đường truyền ra rất kỹ đô, dứt điểm không được. Rất tiếc cho pha dứt điểm vừa rồi của Bích Thùy. Vừa rồi thêm một pha tấn công có nét nữa của đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu như vừa rồi Bích Thùy dứt điểm thành công thì có lẽ chúng ta đã đến rất gần với tấm huy chương vàng. Một tình huống bóng được truyền hướng đến vị trí của Bích Thùy cũng như là Hải Yến. 4 phút sẽ là thời gian cộng thêm cho trận đấu chung kết nữ này. Đó vẫn là một khoảng thời gian đủ để cho chúng ta tìm được bàn thắng vào lưới của Bung Sinh. Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân. Tình huống để mất bóng của Dương Thị Vân, người lấy bóng là Tanakan. Cơ hội phản công cho đội tuyển Thái Lan. Trương Thị Kiều đã băng ra để hỗ trợ cho đồng đội. Đó là pha cắt bóng của Hồng Nhung. Người ném biên đó là cầu thủ Dittamai Sonsai, cầu thủ vào sân cuối cùng bên phía đội tuyển nữ Thái Lan.
mà chị Loan đang theo kèm. Nguyễn Thành Rồng bóng trở về chân của Tuyết Dung. Mất bóng rất nguy hiểm của Tuyết Dung, sẽ là rất nguy hiểm nếu như để mất bóng ở ngay giữa sân và đặc biệt là bên phần sân nhà của mình. Trọng tài Kazumi Asaka cũng đã tiến hành cho hai đội trưởng chọn sân và chọn bóng ở trong hiệp phụ này. Ở trong hiệp thi đấu thứ hai thì đã là một thế trận cân bằng giữa cả hai đội.
hai cô gái của chúng ta đã là những người dũng hơn về số tình huống nguy hiểm tạo ra về phía khung thành với 8 cú dứt điểm trúng đích so với chỉ 6 bên phía Thái Lan. Trong hiệp 2 này thì Thái Lan đã có hai cơ hội đáng kể xuất phát từ cầu thủ vào sân thay người, đó là số 17 Vanekan Nanda bên phía Thái Lan với một tình huống cô đã đưa được bóng vào khung thành của thủ môn Kim Thanh. Nhưng đó là một tình huống mà số 17 đã rơi vào thế việt vị. Lúc này thì huấn luyện viên Naruben Kenson đã thực hiện cả 3 quyền thay người. Trong khi đó thì huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn một sự thay đổi người nữa trong trước đó. Ông mới chỉ thực hiện 2 sự thay đổi người, đó là Phạm Hải Yến và Mai Thị Loan. Ở trong hiệp phụ thì mỗi đội sẽ có thêm một quyền thay người nữa. Đây đang là những diễn biến cho thấy được sự hấp dẫn của một trận chung kết. Một trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Này thì chúng ta cũng thấy là huấn luyện viên Kenson đã ngay lập tức sử dụng quyền thay người của mình ở trong hiệp phụ này. Cầu thủ chuẩn bị được tung vào sân đó là số 5 hậu vệ Anon Pancha. Người rời sân rất có thể đó là thủ quân bên phía Thái Lan, đó là Petruset Waduni, và chiếc băng đội trưởng sẽ được nhường lại cho cầu thủ vào sân thay người trước đó, đó là Kachana Sunwen. Như vậy, thủ quân số 9 bên phía Thái Lan sẽ là người rời sân. Và vị trí đó sẽ thay thế bằng Anon Pancha, thủ máu số 5, thủ trẻ bên phía Thái Lan. Lúc này khi thể lực của cả hai đội bóng đều bị bào mòn đáng kể sau 90 phút thi đấu đầu tiên thì sức mạnh về tinh thần sẽ là điều vô cùng quan trọng. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang chơi rất hay với sự tỏa sáng của Trần Thị Kim Thanh ở trong khung gỗ, cùng với đó là Trương Thị Kiều ở khu vực hàng hậu vệ, và cả đó là đội trưởng Huỳnh Như ở trên hàng công. Chúng ta cùng bước vào những diễn biến ở trong hiệp phụ đầu tiên của đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30. Trong hiệp phụ đầu tiên thì Việt Nam trong trận thi đấu áo đỏ quần đỏ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải mà anh nhỏ của đội tuyển quốc gia. Đây là Huỳnh Như đường truyền cho Tiết Dung. Hải Yến đang di chuyển, đó là pha áp sát rất nhanh của hai cầu thủ bên phía Thái Lan. Một cái tình huống vào bóng vừa rồi đó là Tanikan. Quyết định tung cầu thủ cánh trái Đoàn Hồ Sơn được xem một quyết định chính xác của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thì lúc này ngọn nổ quan trọng nhất bên phía Thái Lan đó là Tanikan đang hoạt động rất đồng ở khu vực hành lang cánh phải. Cầu thủ đã bước sang tuổi 32 đó là Nguyễn Thị Xuyến vào sân, và thay vào đó là Hoàng Thị Đoàn sẽ tăng thêm nhiều phương án để hỗ trợ cho hàng thủ của Việt Nam. Và các bài đánh bên phía hành lang cánh trái cũng sẽ được thực hiện bởi các cầu thủ áo đỏ nhiều hơn với sự xuất hiện của Hoàng Thị Loan. Tuyết Dung cùng với sự hỗ trợ của Huỳnh Như sẽ là một quả đá cố định cho các cầu thủ Việt Nam. Thái Thị Thảo, Bích Quỳ và cả Phạm Hải Yến đã xuất hiện trong khu vực 16m50. Và đang có rất nhiều cầu thủ Thái Lan với thể hình vượt trội đua về tham gia pha bóng này. Đáng chú ý trong khoảng thời gian đầu tiên của hiệp vụ được chuyển vào cơ hội, đó là bàn mở tỷ số cho cầu thủ Việt Nam. Người ghi bàn là Phạm Hải Yến. Một tình huống rất bất ngờ, và đây là một đòn giáng rất nặng cho các cầu thủ Thái Lan khi quay trở lại trong hiệp vụ, khi mà những tình huống phối hợp đang không mang lại hiệu quả thì một tình huống cố định đã mang về bàn thắng quan trọng cho các cầu thủ Việt Nam.
một tình huống mà chúng ta tìm được bàn thắng từ 0-9. Đội tuyển nữ Việt Nam không có ưu thế về thể hình như Thái Lan, nhưng chúng ta lại có bàn thắng từ một pha đánh đầu. Bàn thắng đầu tiên của Phạm Hải Yến tại kỳ SEA Games 30, nhưng nó chắc chắn sẽ là một bàn thắng cực kỳ quan trọng của cô. Như vậy là cũng giống như trận chung kết cách đây vài tháng, thì đội tuyển nữ Việt Nam lại tìm được bàn thắng trong hiệp phụ đầu tiên. Bàn thắng phải nói là tinh thần và tâm lý thi đấu của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung, Quyết Dung. Và như vậy là một lần nữa thì cũng giống như ở trận đấu phân bảng, đội tuyển nữ Việt Nam là những người tìm được bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Bây giờ thì chính Thái Lan mới là những người phải bắt buộc để cao đội hình để tìm kiếm cơ hội tìm bàn gỡ. Và chúng ta sẽ chờ cơ hội phản công. Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung. Thêm một đường truyền của Tuyết Dung. Bàn thắng vừa rồi của Hải Yến là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các cô gái Việt Nam đã trình diễn trong 90 phút đầu tiên. Chúng ta đã tạo ra những cơ hội rõ ràng, chỉ tiếc là đã không tận dụng thành công. Trong khi đó thì đội tuyển nữ Thái Lan gần như không tạo ra được một cơ hội nào thực sự rõ ràng về phía thành của Kim Thanh. Không việc với Hải Yến. Tình huống truyền hơi chậm của đội tuyển nữ Việt Nam. Chắc chắn là trận chung kết môn bóng đá nữ sẽ hấp dẫn hơn trong thời gian tới, khi mà bàn thắng đã có. Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình và chấp nhận chơi canh bàn tức tay. Và đó là cơ hội để cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Huỳnh Như. Philawan, tình huống xử lý lúng túng của số 4 Philawan. Một chút nữa thì Hải Yến đã cứu được bóng. Tanekan rất chịu khó lùi về khu vực giữa sân để có bóng. Đường truyền là của đội trưởng Kasana Sungoen. Cũng như Bung Sinh thì Sungoen là một trong những cái tên rất giàu kinh nghiệm của đội tuyển Thái Lan. Một hình ảnh mà chúng ta không muốn thấy ở thời điểm này. Tiền đạo số 1 Huỳnh Như đang phải nằm trên sân. Có Huỳnh Như thì những pha phản công tốc độ của đội tuyển Việt Nam sẽ rất nguy hiểm về phía thành của Bung Sinh. Trong tay của huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn còn hai quyền đổi người nữa. Hải Yến đã có bàn thắng rất quan trọng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Sai lầm chính là của Tanekan. Cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía đội tuyển Thái Lan là người đã mớm bóng. Phải nói là mớm bóng rất vừa tầm cho Hải Yến với một pha dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới Bung Sinh. Rõ ràng huấn luyện viên Mai Đức Chung đang có một nét nào đó khiến cho chúng ta nghĩ đến ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những sự điều chỉnh phải nói là rất hợp lý. Ông đưa Hải Yến vào sân và sau đó là Hoàng Thị Loan để củng cố cho hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Và những gì diễn ra đến phút 97 này, mọi thứ vẫn đang hoàn hảo. Chúng ta đang dẫn 1-0. Nhưng thời gian phía trước là vẫn còn tương đối nhiều. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải chơi tập trung. Và đặc biệt là cảnh giác với chiều cao của Tanekan Đăng Đà. Trương Thị Kiều. Lúc này đội tuyển nữ Việt Nam đang được xây dựng bởi trục dọc của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ môn Trần Kim Thanh, trung vệ Trương Thị Kiều và phía trên có Bích Thùy ở hàng tiền vệ và tiền đạo là Huỳnh Như. Tình huống tăng tốc của số 16 Sang Chan nhưng đã không thành công. Niềm vui rất lớn của người hâm mộ Việt Nam trên sân Rizal Memorial cũng như là toàn thể người hâm mộ Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 này thì đội tuyển nữ Việt Nam
và đội tuyển U22 Việt Nam đều hướng đến mục tiêu cao nhất, đó là tấm huy chương vàng. Và nếu như hôm nay đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung thành công với tấm huy chương vàng thì một nửa mục tiêu của chúng ta đề ra đã hoàn thành. Villa One giờ đây với bàn thắng của Hải Yến, đội tuyển nữ Việt Nam đang chơi thích đội hình hơn. Tình huống băng rào hợp lý của Kim Thanh. Đây là lúc mà vai trò của Kim Thanh và Trương Thị Kiều sẽ đặc biệt quan trọng. Hơn một lần chúng ta được thấy là Kim Thanh đã tỏ ra khá đầu sau những pha phát bóng. Huỳnh Như, Tuyết Dung đang di chuyển. Tuyết Dung, Huỳnh Như rất nhịp nhàng. Đường chuyền vẫn còn. Đáng tiếc là pha xử lý của Thái Thị Thảo đã không thành công. Tanekan. Đường chuyền ý đồ của Tanekan nhưng đã không thể vượt qua được cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung, đường chuyền bằng bán ngoài điều nghệ của Tuyết Dung. Giờ đây người đánh đá cao nhất ở hàng công của đội tuyển Việt Nam đó là Hải Yến, còn Huỳnh Như sẽ đá lùi hơn, làm nhiệm vụ sẽ là người phân phối bóng. Tanekan, cú đá từ xa không chính xác của Tanekan. Rõ ràng sân Rizal Memorial vẫn đang mang đến những niềm vui vô tận của cổ động viên Việt Nam, dù cho đó là đội tuyển nữ hay tuyển U22 Việt Nam. Cú sút vừa rồi của số 17 Tanekan phần nào cũng cho thấy sự bế tắc trong trận tấn công của các tuyển Thái Lan lúc này. Rõ ràng thì bàn thắng của Hải Yến đang là một đòn giáng rất nặng vào tinh thần của đội bóng xứ chùa vàng. Họ đã có được một cái trận tương đối ổn trước Việt Nam, nhưng ngay khi bước vào những phút đầu tiên của hiệp phụ thì Việt Nam đã có bàn vươn lên dẫn trước. Đây là pha lập bóng của các cầu thủ áo xanh. Những thắng thua trong trận đấu này thì đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp mà Thái Lan để thua trước Việt Nam ở các trận tranh huy chương vàng, trước đó là ở trận chung kết kỳ bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra vào năm nay. Được kiểm soát bóng quyền cho các thủ Thái Lan. Đây là Ratikan, sẽ là một đường ném bóng vào khu vực 16m50. Như vậy là đường ném bóng tầm thấp vừa rồi đã bị các hậu vệ bên phía Việt Nam. Đây là pha lên bóng nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Đây là Bích Thùy. Phút thứ 100 của trận đấu. Và lúc này thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã có thêm một sự thay đổi người nữa. Sân đó là cầu thủ áo số 8 tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, và người được thay ra đó là số 16 Dương Thị Vân. Nguyễn Thị Liễu cũng đã là người được tung vào sân ở trong hiệp 2 trận đấu với Việt Nam và Philippines. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn có thêm nhân sự ở khu vực trung tuyến để giành lại quyền kiểm soát bóng, khi lúc này các cầu thủ Thái Lan đang khẩn trương có những tình huống dồn bóng lên tuyến trên. Tìm bàn gỡ tiếp tục là một quyết định
hợp lý của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây là một thi đấu người đã có mặt trong sân khách trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại lượt trận công bảng. Thì Liễu cũng đã là chủ nhân của hai bàn thắng ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở kỳ SEA Games năm ngoái. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đó là cú dứt điểm của Tanakan, vẫn đang là những nỗ lực của phần đơn độc của số 17 bên phía Thái Lan trong trận đấu với đội tuyển Malaysia ở kỳ SEA Games năm ngoái. Trận đấu được xem là trận chung kết, Nguyễn Thị Liễu cũng đã có cho mình cú đúp. Chúng ta cùng hy vọng số 8 sẽ tiếp tục tạo nên những điều bất ngờ ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Thái Lan. Đường chơi bóng vào. Đó là tình huống pha bóng thành công của số 15 Phạm Thị Tư đến phía Việt Nam. Bộ tứ vệ của Việt Nam vẫn đang đứng vững trước những tình huống chơi bóng bổng của Thái Lan. Thái Lan đó là Naruhito Kanson đã thực hiện cả 4 quyền thay người trong trận đấu.
này thì Phạm Mai Yến vẫn đang kêu gọi các đồng đội của mình chơi với quyết tâm cao hơn nữa để bảo vệ thành quả mà cả đội đã tạo ra, đó là bàn thắng dự trước 1-0. Trước mắt của các cô gái Việt Nam vẫn còn 15 phút nữa, 15 phút để bọn họ bảo vệ được lợi thế và một lần nữa đứng trên ngôi vị số 1 của bóng đá nữ Đông Nam Á. Chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn trở thành đội bóng nữ giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á với 6 lần giành huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Lúc này thì hàng công của Thái Lan vẫn đang dựa quá nhiều vào những tình huống xử lý cá nhân của Tanekan. Nhiều từ đầu trận đấu đến giờ, đặc biệt là ở những tình huống lùi về những bóng
mà Phạm Hải Yến chưa vào sân thì hình như cũng là đầu tàu ở những tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Thêm một lần nữa thì đội ngũ y tế phải sử dụng băng cán để hỗ trợ cho các cầu thủ. Sân và cả những chấn thương nghiêm trọng, chúng ta mới thấy được rằng tấm huy chương lại càng có ý nghĩa, lại càng có giá trị. Lúc này huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sẽ sử dụng quyền thay người cuối cùng của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay cầu thủ được thay ra đó là số 9 Huỳnh Như bên phía Việt Nam, và người vào sân là cầu thủ mang áo số 17. Huỳnh Như rời sân và tấm băng đội trưởng được trao lại cho Nguyễn Thị Bích Thùy, và trọng tài Kazumi Asaka cũng đã rút ra một tấm thẻ vàng với việc rời sân cái phần chậm trễ của số 9 bên phía Việt Nam. Nhưng rõ ràng thì trước đó Huỳnh Như đã dính một tình huống bị chấn thương, và chúng ta có thể thấy là thủ quân của Việt Nam vẫn đang tập thể bước ra sân. Vừa vào sân đó là Trần Bảo Châu, cầu thủ áo số 17. Rồi với cầu thủ
biên cho các cầu thủ Thái Lan. Đây là cơ hội đánh bóng cho các cầu thủ Thái Lan đi chuyền vào. Quá đơn giản đối với Trần Thị Kim Thanh. Đó là đường chuyền hướng đến đà băng lên của Sai Yen Chan. Cao Anh cũng đi số 16 bên phía Thái Lan. Tấn công của đội tuyển nữ Thái Lan vẫn chưa thể vượt qua được Trương Thị Kiều. Cả Trương Thị Kiều và Trần Thị Kim Thanh vẫn đang tập tỉnh nhưng vẫn chiến đấu với tinh thần cao nhất, sự quả cảm nhất. Trương Thị Kiều, chúng ta đã trải qua những hình ảnh phải nói là rất cảm xúc của các cô gái cầu thủ Việt Nam. Một trận đấu đã quá tiêu hao sức lực của cả hai đội. Lúc này cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đã sử dụng cả 4 quyền đổi người của mình. Tuyết Dung đã hoạt động phải nói là rất tích cực ở cánh trái với những pha đột phá và chuyền vào trong. Tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ đã thực sự đến rất gần với đội tuyển nữ Việt Nam. Và nếu như tỷ số này được giữ nguyên, cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ bảo vệ thành công ngôi hậu tại SEA Games. Sau khi vào sân thì rõ ràng là Hoàng Thị Loan đã giúp cho cánh trái của đội tuyển Việt Nam trở nên vững chắc hơn. Yến. San Chan. Thông Song Bút. Đã có lỗi của Phạm Thị Tươi. Tuy nhiên những pha phạm lỗi ở khoảng cách xa với khung thành của Trần Thị Kim Thanh vẫn là điều cần thiết. Thẻ vàng dành cho Bích Huy. Cần phải rất tập trung với chiều cao của Tanekan. Đứng trước bóng đang là số 5 Anon Fancha. Chiều cao rất nổi trội của Tanekan và số 8 là Nim Hamrong Sucha Wadi. Anon Fancha. Pha đến đâu? Đó là pha phòng ngự tốt của đội tuyển Việt Nam, cơ hội phản công. Hải Yến rất nỗ lực. Đã có lỗi của đội tuyển Thái Lan, chắc chắn là như vậy.
Người tăng tốc vừa rồi là Bích Huy. Một mình Bích Huy trong vòng vây của ba cầu thủ Thái Lan, nhưng cô vẫn có pha tăng tốc rất mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Anon Fancha đã không thể theo được tốc độ của Bích Huy và buộc phải phạm lỗi. Một tình huống mà nếu như trọng tài người Nhật quyết đoán thì chắc chắn phải có thẻ vàng đối với Anon Fancha. Phải nói là một tấm huy chương vàng nếu như tỷ số này được giữ nguyên, được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của các cô gái Việt Nam. Thời gian cộng thêm chỉ là 2 phút. Tấm huy chương vàng đã thực sự đến rất gần với đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Hãy vững vàng trong khoảng thời gian còn lại. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu rất kiên cường, quả cảm và hết mình. Phần thưởng xứng đáng nhất đang chờ đợi các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Hải Yến. Một mình Hải Yến trong vòng vây của đối phương. Vẫn là Hải Yến đầy cố gắng. Như vậy là một quả ném biên cho đội tuyển nữ Thái Lan. Đây là thời điểm mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần phải rất vững vàng. Bóng càng được đưa xa khung thành của Kim Thanh sẽ càng tốt. Trương Thị Kiều. Phải nói là một trận đấu rất xuất sắc của trung vệ Trương Thị Kiều. Cô gần như đã cắt đứt mọi pha tấn công của đối phương. Không có lỗi. Lên bóng nhanh. Tuyết Dung. Rất hay. Những giây cuối cùng của trận đấu rồi. Như vậy đã có lỗi với cầu thủ số 8 của đội tuyển Việt Nam. Trương Thị Kiều chắc chắn sẽ có một tình huống phát bóng dài sang phần sân đối phương. Một đường truyền ra biên rất ý đồ. Và tiếng còi của trọng tài Kazumi Asaka đã vang lên. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức giành được tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games 30. Bàn thắng duy nhất. Không như vậy là tiếng còi vẫn chưa vang lên. Đó là tình huống việt vị của Hải Yến. Thời gian đá bù của trận đấu cũng đã hết. Đây có thể là tình huống cuối cùng của đội tuyển nữ Thái Lan. Philawan. Vừa rồi thì tín hiệu vệ tinh đã không tốt, mong quý vị thông cảm. Và cốc dành cho đội tuyển Thái Lan. Những giây phút phải nói là rất căng thẳng. Danikan mất bóng. Và bây giờ tiếng còi của trọng tài Asaka đã thực sự vang lên. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi hậu tại kỳ SEA Games 2019 này. Thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tiếp tục có một hành trình rất hoàn hảo. Bàn thắng duy nhất của Hải Yến đã trở thành bàn thắng vàng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và như vậy là trong gặp nhau từ năm 2017 đến nay thì chúng ta đều bất bại trước đội tuyển nữ Thái Lan. Một trận đấu mà nó là rất quả cảm, rất tuyệt vời của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong suốt cả trận đấu thì đội tuyển Thái Lan đã không thể tạo ra bất kỳ một cầu nào thực sự về phía khung thành của Trần Thị Kim Thanh. Rõ ràng ở thời điểm này, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội tuyển mạnh nhất của khu vực. Và đây là tấm huy chương vàng thứ 6 trong lịch sử các kỳ SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam. Và điều này cũng đồng nghĩa là các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chính thức vượt qua Thái Lan để trở thành đội tuyển có số lần đoạt huy chương vàng nhiều nhất. Xin được chúc mừng thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng ta đã hoàn thành một nửa của mục tiêu tại kỳ SEA Games của môn bóng đá. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với buổi lễ trao giải.